Để tiến tới xây dựng một quốc gia có uy tín về hàng hóa, dịch vụ đa dạng và phong phú với chất lượng cao, thì việc xây dựng thương hiệu là một đòi hỏi cấp thiết. Sau 10 năm, với sự quan tâm của chính phủ, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ngày càng có nhiều sản phẩm, hàng hóa gắn với thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên thị trường. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4 năm 2008, 20 tháng 4 năm 2018 do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam VATAP phối hợp với các ban, ngành và cơ quan liên quan tổ chức, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại ông Vũ Bá Phú cho biết, hiện nay vấn đề bảo vệ thương hiệu đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Có một thực tế đó là Việt Nam đang chú trọng đến xây dựng thương hiệu mà chưa chú trọng đến việc tăng chất lượng sản phẩm. Để bảo vệ thương hiệu, các doanh nghiệp cần duy trì chất lượng sản phẩm của mình, các hiệp hội, tổ chức xã hội cần vào cuộc, nâng cao vai trò quản lý, có định hướng tuyên truyền về sản phẩm để người tiêu dùng có thể nhận biết sản phẩm có chất lượng tốt, đồng thời truyền tải kiến nghị của các doanh nghiệp, người tiêu dùng về sản phẩm kém chất lượng đến các cơ quan quản lý nhà nước. Tại lễ kỷ niệm đã có nhiều ý kiến phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển thương hiệu.